Anh em tao không có nhiều tiền và không thằng nào là người nổi tiếng như vợ bước cùng nhau trên chặng đường dài tương lai, dù sai vẫn không nói phiền. Chỉ cần động một thằng bọn tao thì bảy mũi lao còn lại đợi chiến. Dù anh ti có luôn soi mói thì anh em tao vẫn chung một thuyền, vì đó là cách sống anh em bọn tao. Dẫu thất bại thì vẫn đi cùng nhau, không bỏ ai ở lại phía sau. Tiến lên phía trước cùng số 8 hùng hậu. Nay mày sai thì ngày mai làm lại, đừng nghĩ thất bại thì anh em bỏ rơi. Nếu mày sai cơ thì đây tay đây tao nắm, 8 người chúng ta cùng nhau bước tiếp không rồi.